Kính thưa đến tất cả mọi người, thì ở cái clip trước thì mọi người cũng đã theo dõi và biết về cái bệnh tình của chị Bảo và như là cái hoàn cảnh của vợ chồng của anh Hoàng và chị Bảo. Cũng cầu mong là những cái điều may mắn sẽ đến với lại chị Bảo, sẽ có một cái sức khỏe trở lại. Riêng cái clip ngày hôm nay thì anh Hoàng anh sẽ chia sẻ thêm về cái cá nhân gia đình của anh và cũng như là cái quá khứ của anh, để cho mọi người hiểu thêm và cũng như là đừng có hiểu lầm anh về ở cái clip trước. Tại vì nhiều khi đăng tải lên thì cái việc cá nhân của anh thì mọi người sợ mọi người hiểu nhầm sẽ đánh giá anh nha anh. Thì những cái gì ngày hôm nay thì anh muốn nói lên, thì anh cứ nói những cái tâm sự gì đó trước kia ha, những cái bức xúc gì đó anh cứ nói lên nha anh. Thứ nhất là tôi xin chào tất cả mọi người trên toàn quốc. Trên thế, tôi có những cái bức xúc là nhờ cái chương trình từ thiện này mà đã giúp cho tôi, vợ chồng tôi qua được một cơn ngặt gọi là tạm thời. Tôi cũng xin cảm ơn, nhưng có điều tôi bức xúc nhất là tôi cho muốn nhờ cộng đồng mạng. Tôi suy nghĩ cái điều này rất lâu và hôm nay chắc là tôi phải làm cho tất cả mọi người bên Mỹ biết được cái người đó và gia cảnh. Ông ta là chú của tôi, chú ruột. Ông đã lừa tôi về tài sản gia đình là ông sẽ làm hết tất cả các cái, và ông đã gạt tôi. Gia đình tôi, bố tôi mất cũng chôn trong căn nhà đó, ông nội tôi mất cũng chôn trong căn nhà đó. Cho đến năm 99 thì ông ta đi xuất cảnh HO và tôi về, ông kêu tôi về là cai quản cái nhà đó. Nếu không có người cai quản thì nhà nước sẽ quản lý. Và tôi nghe lời ông, tôi đã về đó. Cái nhà đó là cái nhà của Ông bà chung nội, của ông bà nội. ông bà nội. Thì lúc đó tôi mới về để tôi chăm sóc cái nhà đó. Tôi không nghĩ là mình phải như thế này thế nọ. Tôi về nhà đó được 2 năm. Tôi mới làm ăn. Trong làm ăn tôi cũng có cờ bạc. Và xảy ra cái việc là tôi phải bỏ nhà. Tôi để lại cho cô tôi, là người cô bây giờ cũng ở bên Mỹ, để mà cai quản. Rồi sau khi ông về Việt Nam, ông nói rằng làm giấy tờ gửi qua cho ông. Ông sẽ cho tôi 1,5 tỷ để mua cái nhà nhỏ, còn dư bao nhiêu là sẽ gửi cho vợ chồng tôi làm ăn. Nhưng khi làm xong giấy tờ, ông đã lừa và không một trách nhiệm đối với tôi. Tôi không đổ thừa, nhưng tại sao nhà của gia đình mà tôi phải đi thuê lại? Tôi đi ở nhà thuê, nhà mướn lăn lóc như thế này. Căn nhà trọ tôi đang ở cũng là một người từng sống ở đây với gia đình tôi. Họ mang ơn và họ nghĩ lại lúc ông bà tôi còn sống, cưu mang giúp đỡ họ, và bây giờ họ lại giúp đỡ lại cho gia đình của Có nghĩa Hoàng. là em tóm tắt lại coi có đúng hay là có dư thiếu gì không nha anh. Căn nhà này là căn nhà của ông bà nội ở gần ngay chỗ cầu Phú Xuân đây, chợ Phú Đúng. Xuân. Thì anh là cái người, anh có nói là tất cả chú gì cô đồ là đi Mỹ hết, Đúng. còn một mình anh ở đây để Chính mà anh xác. coi căn nhà đó. Chính xác. Mà hiện tại là cái người chú này đó, cái người chú mà anh nói là hình như là cả như là dòng họ là không có thích ổng, đúng không? Yes. Ổng là tên là Ông tên Việt Nam tên là Phạm Dũng, Phạm Dũng, nhưng ở bên nước ngoài tên là Phan Xít Phạm. nhưng mà làm cái cách nào mà bây giờ ổng được chủ sở hữu của căn nhà đó luôn rồi? Tại vì cách đây mười mấy năm thì tôi còn, lúc đó là ông đi và tôi ra phòng công chứng để tiếp quản căn nhà này, chịu mọi hình thức trước pháp luật đặc biệt tại Việt Nam về giấy tờ nhà đất. Thì tôi có đủ pháp lý để mà đứng ra Sở hữu sở hữu và làm
cho ông ấy. Nhưng mà không có được quyền bán thôi. Đúng. Rồi sau một thời gian, sau 15 năm, ông quay về và tôi lại truất cái quyền đó để làm giấy tờ qua cho ông. Nhưng mà ông nói bằng cách nào để cho mấy chú, mấy bác với lại cả gia đình mình đồng ý chứ? Thì ông mới nói là phải có bán cái nhà này, cái trao đổi gì chứ? Cái nhà này trước sau gì cũng phải bán. Thì bây giờ ông nói với mọi người, mình nói rằng căn nhà này là của ba để lại cho anh. Nhưng anh làm anh không làm sai. Bây giờ tụi em đồng ý cho anh bán. Anh bán rồi, anh sẽ trở về Mỹ, ra sở di trú làm một cái tờ giấy là nhà này là nhà của chung. Và mấy ông chúng tôi suy nghĩ và ông nói là tụi mày có về Việt Nam đủ thời gian để về làm pháp lý hay không? Mà nếu đồng thừa kế thì tụi mày về giấy tờ về thủ tục có thời gian hay không? Đó, thì bây giờ tao đủ tư cách pháp lý và thằng Hoàng nó đủ tư cách để làm. Vì khi nó đi, khi tao đi thì tao có ủy quyền lại cho nó trông nom tài sản này. Trong vòng 15 năm, tao sẽ quay lại. Anh cũng có chia sẻ thẳng thắn là khi mà anh còn gọi là còn ham chơi, ham vui đó là dạ, cũng có đỏ đen. Đúng, nhưng mà xác, cái việc đỏ đen, cái tiền nong của anh đó, nó có dính dáng, có dính dáng không trong đất đai nhà cửa đó không? Tôi hoàn toàn không bao giờ cầm cố căn nhà đó. Đã, tôi nói đây, mình có nhiêu mình chơi nhiêu ha. Là khả năng tôi có bao nhiêu. Ngày xưa tôi làm tôi có tiền lắm. Tôi là dân, xưa đây đi buôn lậu mà. Tôi có tiền. Nhưng sau khi tôi đi một chuyến hàng ở Campuchia về thì tôi bị trắng tay. Thì trước đây tôi làm, tôi quản lý về nhôm kính ở sân bay Tân Sơn Nhất. Yeah. Và sau khi tôi về Phú Xuân Nhà Bè này thì tôi không còn làm nghề đó nữa. Yeah. Và tôi nghĩ lúc đó tôi đã có tiền rồi, tôi mới mở cái tiệm hớt tóc, máy lạnh rồi các cái để tôi làm ấy. Ý là cái tiền là tự bản thân, tự bản thân anh làm, anh xài, tiêu xài thôi. Sau khi tôi đổ nợ năm 2000 thì đứa em của tôi là con của ông chú đó có cho tôi được 3000 để mà trang trải những cái nợ nần đó. Thì tôi vì, và tôi có nói những đứa em tôi một câu, chuyện các em giúp anh là giúp anh, nhưng ba đã làm sai với anh rất là nhiều, một ngày nào đó thì tụi em cũng thông cảm, anh phải làm cho nó có một cái sự sáng tỏ. Về cái cách giải quyết là bây giờ là căn nhà này là bây giờ cái chú Phạm Dũng này đó là ổng sở hữu luôn rồi. Đúng, về pháp lý. Còn riêng mấy cái chú ở bên Mỹ thì đã khước từ, ông không còn tư cách nữa. Có nghĩa là đầu tiên á là ổng kêu là nếu mà không có thời gian về bên Việt Nam để mà pháp lý á, thì ổng về. Đúng rồi. Phải ủy quyền qua cho ổng về. Đúng. Rồi về bên đây thì nói chung là giấy tờ hay là như thế nào đó thì ổng không có cho người nhà ở nữa. Mấy, đúng không? Luôn cả mấy người cô bên Pháp cũng vậy. Phải làm một cái giấy là khước từ tài sản. Khước từ tài sản. Cũng như bà nội tôi đi Pháp thì phải làm cái giấy khước từ tài sản vĩnh viễn tại Việt Nam. Nhưng mà ban đầu thì ổng cũng có hứa đàng hoàng là chia phần này phần kia rồi cho các đúng, cho các con cháu rồi các chính thứ xác, cho nó đồng đều. Chính xác. Nhưng mà bây giờ là ổng có nói như vậy hai lời ha. Đúng, coi như là tình lừa và tình lời và tình lừa. Cách đây là 30 năm trước, tôi có hỏi ông nội tôi rằng tại sao ông lại đưa chúng tôi đi tù. Thì ông có nói rằng lúc đó ông đòi bán nhà, nhưng mà bà nội với ông nội bất đồng ý kiến, thì chú tôi mới cầm cái búa. Đây là ông nội tôi kể lại thôi. Là cái chú Phạm Dũng đó đó. Là sất sược với ông nội tôi. Thế ông nội tôi mới bức xúc. Thì trong gia đình tôi lúc đó có một ông rể tên là chú Phong. Nhưng mà rể mà. Thì ông mới bức xúc, ông thấy như vậy, ông nói cho ba làm đơn, ba cho ông đi đi, cho anh đi để cho anh có một cái sự sáng suốt. Thì ông nội tôi làm đơn. Nhưng khi ông nội tôi làm đơn, tối đó ông nội tôi mới căng rứt quá, mới là chạy qua nhà ông chú tôi để xin rút lại cái đơn. Thì ông chú rể đó nói là đã gửi đi rồi. Đó là giữa chuyện gia đình nó xảy ra.
Nhưng khi chú tôi về thì tôi và ông tôi ở ngoài rẫy, và chú tôi đã ra ngoài rẫy thăm ông nội tôi. Tình cha con nối xích lại. Thì đó là những cái mưu đồ và cái tính toán của người lớn thì tôi không biết. Nhưng ngày hôm nay tôi bị gia cảnh này thì thật sự tôi cũng là một điều rất là bất công. Tôi biết rằng tôi sẽ không lấy lại được cái tài sản đó. Và khi tôi làm cái clip này thì chắc chắn rằng tình chú cháu sẽ không còn nữa. Mà ông ấy đã quyết định trước khi tôi quyết định. Bao lâu rồi là hai người là không có liên hệ với nhau? Mười mấy năm rồi. Anh nghe điện thoại đi. Có nghĩa là anh Hoàng á, anh Hoàng ảnh muốn chia sẻ là nhiều khi đăng lên cái về cái hoàn cảnh của gia đình của anh, mà nhiều người ở Phú Xuân Nhà Bè đó hiểu nhầm là anh có tài sản hay là các thứ, nhưng mà thật ra là cái câu chuyện là từ nãy anh kể vẫn có nhà, có nhà phố mặt tiền đồ các thứ rồi, nhưng mà không phải là tài sản của anh. Đúng rồi. Đó, tài sản của ông chú thì ổng làm những việc như vậy, ổng mới cho bằng cách là bây giờ ổng ký một cái hợp đồng cho một cái người đó thuê trong thời gian là bao nhiêu năm, 5 năm, và ổng lấy một số tiền là 1 tỷ hay là 1 tỷ mấy tại tiền Việt Nam như thế nào đó. Cái căn nhà đó bây giờ trị giá là bao nhiêu theo với hiện trạng bây giờ? Giá nó trên 40 tỷ. Trên 40 tỷ hả? Trên 40 tỷ. Vậy giờ đang cho người ta thuê. Người ta thuê. Và hàng ngày thì anh đi ra đi vô thì nhìn thấy căn nhà của mình. Đúng, nhưng mà tôi phải thuê lại. Tôi phải thuê lại cái người mà người ta thuê. Anh cũng nói rõ ràng vậy đó ha. Bây giờ ổng đâu có biết đúng không? Ổng biết. Ổng biết luôn hả? Ổng biết, nhưng mà cái hợp đồng nhà này nó gần hết rồi. Nó gần hết hợp đồng rồi. Thì tôi cũng muốn thật sự là tâm mày với mọi người. Thứ nhất là tôi muốn lấy lại cái sự gọi là, nếu như người ta có hiểu lầm thì tôi cũng rất rõ ràng. Mình đã cũng nói thẳng thắn rồi. Rất là thẳng thắn. Và có ai hỏi tôi là một con người cờ bạc? Đúng, tôi xin hứa tôi có. Nhưng tôi không lừa đảo ai. Tôi không vi phạm tài sản gia đình. Đó là chuyện quá khứ. Cái việc đỏ đen của anh thì anh đã chấm dứt chưa? Tôi chấm dứt đây được 5-6 năm nay rồi. 5-6 năm. Dạ. Chắc chắn điều đó chắc ha. Chắc chắn. Ví dụ như bây giờ anh nói, tôi nói rất là, bởi vì con người tôi là rất là thẳng thắn. Ví dụ tôi ngồi đánh tiếng lên hay là cái gì đó 5-10 ngàn trong những ngày Tết, ngày Tư thì chuyện đó thì nó cũng vui vẻ như bạn bè thì. Còn để mà sắc thật sự như ngày xưa tôi rất ok. Đến ngày hôm nay tôi không nghĩ là tôi gặp được cái chương trình này. Nhưng mấy ông chú tôi bên nước ngoài, nếu mà coi được những cái clip này, chắc người ta cũng sẽ rất hài lòng. Anh đọc tên của các cô, các chú anh lần lượt giùm em. Ở bên Pháp thì là Dung Phạm, Lan Phạm. Đó. Còn ở bên Mỹ? Anna Mỹ là ở bên Pháp. Còn bên Mỹ là Tiến Phạm, Quyến Phạm, Victory Phạm, Victory Quyến Phạm, rồi Phạm Dũng, rồi Phan Xít Phạm là Phạm Dũng Việt Nam, và Robinson Phạm là Tân Phạm. Tại sao mấy ông chú tôi nói rất, bây giờ nhà của mình mà mấy ông có về Việt Nam cũng không có vô được. Có phải vì cái lý do anh đỏ đen nên là các cô chú anh ở nước ngoài không có giúp đỡ cho dạ anh? Không. Tôi có nhận được. Vì cái lúc trước là mấy cô tôi nói là đừng bao giờ làm cái nhà này cho chú Dũng. Nếu không sau này hậu quả nó không phải như. Nhưng mọi người hiểu lầm tôi rằng tôi lấy tiền, ông ấy cho tôi tiền và tôi đã làm cái giấy tờ nhà này cho ông. Tôi chỉ nhận của thằng em tôi là thằng Duy, nó cho tôi được 3.000 năm 2002, và khi tôi lấy vợ nó cho tôi được 1.000.
Thôi thì như thế này nha anh, thì về cái câu chuyện của gia đình anh á, thì em chỉ chia sẻ một cách tự nhiên thôi, là có nghĩa là em cũng như là trung lập, em cũng không có mà nhận định được cái gì hết qua cái lời kể của anh, đúng không? À, cái đó là qua lời kể của anh. Thì chủ yếu là anh muốn thẳng thắn anh chia sẻ anh là trước kia là anh cũng có là một người đỏ đen. À, chính xác. Đỏ đen, rồi anh cũng thẳng thắn là anh nói là không phải như mọi người nghĩ là mình là cũng như là một người đại có gia. Đại gia ở khu vực này đâu. Mặc dù là ở đây ai cũng biết anh là có căn nhà như vậy, nhưng mà không phải. Không phải. Câu chuyện đó nó là thứ nhất, ngày hôm nay tôi muốn làm cái nhờ mọi người xem và mọi người bên Mỹ biết rằng ông ấy là một người như thế nào đối với gia đình, gia phả. Ông ấy làm đúng cái điều mà ông nội tôi đã nói trước mặt mọi người trước khi ông nội tôi mất. Nếu sau này tao có mất thì cho thằng Hoàng một miếng đất ở cây xoài. Nè, có nói luôn ha. Có nói trước khi ông nội tôi mất. Với cô tôi. Bây giờ không có giữ lời hứa gì hết ha. Và ông ấy có nói rằng chết cha thì còn chú. Và ông đã xảy ra cái sự việc như thế này. Anh có cái lời nào anh nhắn gửi tới chú Phạm Dũng không? Tôi có nói một câu như thế này và hầu như là không bao giờ nói chuyện nữa. Và tôi sẽ nhắc lại một lần nữa. Thưa chú, nếu ba con còn sống thì gia cảnh con không phải như thế này, phải không chú? Và ông cúp phone. Cho đến đây là mười mấy năm rồi. Và ông nhắn lại với một người con ông ở Việt Nam ngoài giá thú. Sau này thằng Hoàng nó sẽ mồ côi cô đơn, nó chỉ sống được với vợ con đó thôi, còn tao thì từ nó rồi. Trước khi kết thúc clip ở đây thì em cũng thay mặt mọi người thứ nhất nữa là chúc sức khỏe đến cho chị Bảo mau hết bệnh. Thứ hai nữa thì có thể là những cái lời tâm sự của anh Hoàng ngày hôm nay có thể là nó sẽ gắn kết lại về cái tình cảm của gia đình ha. Nó không có đi xa quá, thì có thể là bây giờ ai cũng đã lớn hết rồi, cũng đã có gia đình riêng rồi, các thứ có cái sự thành công nhất định hết rồi, nên là mỗi người nhìn chút ha. Tôi cũng xin làm một cái clip như thế này để cho những người cô của tôi và những người chú của tôi có thể sau này biết được là tôi không lấy tiền gì của ông Dũng cả. Em kết thúc clip ở đây ha. Rồi có gì thì anh em mình gặp sau nha anh.